Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh mình nhá. Mình là Game TV đây. Hôm nay mình sẽ chơi 6 tựa game Xtreme vào Kitsubuddy nhé các bạn nhá. Chúng ta bắt đầu. Game 1. Mình sẽ đánh lướt qua tại vì hiện tại iPad của mình đang bị lag game nhé các bạn nhá. Mình sẽ chơi theo kiểu là cho sang các bạn xem trailer từng phần thôi các bạn ạ. Ok. Nghe nhạc này nhiều giờ quen rồi các bạn. Vâng, thằng này nó bắt nhé các bạn nhá. Rồi, chúng ta phải có cái sơn linh này. Tìm được tìm cuộn dây nhé các bạn nhé. Đó, ok, chúng ta tìm cuộn dây các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ xuống dưới. Nó lên nhanh nhé. Nó nhanh quá các bạn ạ. Úi dồi ôi, nó chạy nhanh thế. Kinh vãi. Ôi. Rồi. Ok nha bạn nha. Mình sẽ chuyển sang Xtreme 2 nha bạn nha. Nếu các bạn thấy hay hãy để like, subscribe cho kênh mình nha. Rồi play. Má chạy như kiểu là khoảng 1 năm đề DCB 1982. Xem hết xong hết hả? Chỉ có mỗi cái review à? Em xem cái cũng có hai mấy phút. Rồi chúng ta sẽ phải mở ra, lấy cái này ra. Rồi và bắt đầu. Hi Jay. Rồi thế này đã bị bắt các bạn ơi. Ui, thật là ghê rợn các bạn ạ. Rồi, sẽ nắp đi đã. Mình cho vào đây. Bắt đầu có dấu hiệu lag rồi các bạn ạ. Các sát linh nào. Tại sao? Không, okay. Đây, chúng ta không có cái này à. Mày hả bới. Rồi chúng ta đến nhà thờ các bạn ạ. Ôi trời ơi. Rồi đây là ông Rốt, Rốt từ hồi bé nha các bạn nhá. Jerry nó nói gì nhỉ? Charlie, Charlie. Tên hồi bé nó là Charlie nhé các bạn nhá. Charlie, Charlie. Con này hồi bé là được dơ nuôi nuôi nhé các bạn nhá. Nuôi và bắt đầu đi cho đi học và bắt đầu bị bạn bè kỳ thị do thân hình nó béo nhá các bạn nhá. Con này sẽ trả thù bằng được con ạ. Rồi mình sẽ đến Star đi. Star. Khu phế liệu các bạn. Gì đó. Xong rồi chúng ta cần. Ủa đồ mẹ.
rồi. Chúng ta sẽ lấy kìm này nhé các bạn nhé. Ôi đời. Oh my god. Chúng ta đã bắt rồi nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang ice cream bar. Đang chơi trên điện thoại nó khó. À, ok mình sẽ quay lại một. Rồi ok lại vào năm 1983 các bạn. Ba trẻ con đã mất tích. Rồi không sao các bạn. Đây chỉ bài báo với thôi, mình sẽ đi tìm lại ba đứa đấy. Rồi tại sao nó có lại ba cái nhỉ? Đây chìa khóa đây bạn ạ. Rồi đây đoạn giới thiệu của ice cream bar nhé bạn nhé. Và tại sao thằng này cũng bắn nát óc của mình, thằng này luôn đi cho dễ các bạn. I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, then you're gonna fry your brains with a shotgun that I made myself. Thằng này sợ súng này nhá các bạn nhá. Really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot. Oh, bị mất súng không ạ? Và thằng này bị ăn kem rồi nhé các bạn nhé. Rồi nó ăn mất cái kem rồi các bạn. Rồi nó béo lên như kiểu thằng ấy nhé con nha. Oh, chichi boy, hello. Now you chubby. Oh, và bắt các bạn nha. Ok, bắt được heo. Ồ, chúng ta sẽ bị mất cái thuốc này các bạn ạ. À, mất rồi. Lên lại gây nộn này. Nhanh luôn. Rồi. Đây là diễn biến khác của ice cream. Ồ. Cái này thiếu à? Ok. À khi nào chúng ta win thì chúng ta sẽ lấy được một cái lọ thuốc đây nhá. À hiện tại chưa lấy được nhá các bạn nhá. Phải win game đó. Rồi mình sẽ sang Kitchen Buddy. Mẹ, cái này chưa win được, chưa lấy được cái lọ thuốc ấy kìa. Hồng kìa. One. Ở phiên bản này mình đã xử lý hết rồi nhá các bạn nhá. Không có kêu à? Đấy. Đây. Chưa. Phải biết có. Quy nó là mình sẽ con này đi. Khủng long này bọn này. Mình sẽ tra tấn hết theo kiểu tích giác này vào chuyển sang mắt khác nhé. Boring. Rồi bạn ơi, đã bị ăn thịt nha các bạn nhé, mở luôn. Rồi mình sẽ sắm cái ra đây. À.
Đâu có bị chết anh em ạ. Mỗi lần chết này. Nó được 5 vàng. Rồi đến sao tăng này con này. Rồi, chắc ra trời tối các bạn. Chúng ta chỉ chăm Iceland. Mình chuyển qua à, cái gì đây, còn một quả bom này nữa là xong rồi. Chưa gì đã chết này bạn ạ. Rồi, ok. Mình chuyển qua Kick the Booty Forever nhé. Phiên bản Play Legendary. Vâng. Ô. Phiên bản này cũng hay chết rồi các bạn ạ. Không có tiếng à? Cài đặt ra. Nói to lên. Alo, alo. Sao? Bị viện dùng. Rồi. Ồ, nó chưa nói. Cho thêm. Ô con này không nói à? Con không nói à con này. Mình sẽ tắt nó đi. Bị đứt rồi nha mọi người. Cái gì đây? Quạt gió. Hắt đầu con ạ. Rồi, mình sẽ chúng ta đặt cốc bia các bạn. Đấy, ta phải nói nhé. Con tự nhiên thôi. Ok. Có sử dụng cái gì nhỉ? Đây là cái này không có cái gì con này. Súng đây. Mắt bị lag với con này. Chết rồi. Ôi trời trời trời. Lang này. Rồi cho tập cái này là kiếm đi. Dậy. Rồi ok, mình kết thúc video đây nhá, tại vì game nó bị lag quá. Ok, mấy các bạn hay để lại subscribe cho mình nhá.